Khoai sâm Tây Bắc nè các bạn ơi, thần dược của Tây Bắc hay còn gọi là nhân sâm Việt Nam. Cái này là hệ quả của Top Top nhiều rồi. Thấy mấy cô ở ngoài Tây Bắc á, lên Top Top ăn ngon lắm. Và để tình cờ Mr. Alo đi siêu thị mua thử nè, thấy cái này mua thử về review cho các bạn nè. Hôm nay múc ăn sâm Bắc nè. Thấy mấy cô ngoài Tây Bắc nè, gọt tại chỗ luôn, tại cái đất luôn, gọt 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 ăn tại chỗ. Bây giờ Mr. Alo ăn như vậy nha, cho nó ra phong cách Tây Bắc. Ok. Mà Top Top không cho gọt gọt. Đây các bạn ơi, củ khoai sâm của Tây Bắc đây, mới vừa gọt xong, giờ review múc băng cho các bạn thử nha. Cái củ này như thế nào, gọt kiểu này nè, mấy cô ở ngoài đó không có để, không có tách, giờ mình để vô luôn. Giờ thử cái vị nó sao nha, lần đầu tiên ăn cái này nè, thấy mấy cô ngồi đó ngon lắm. Nó sao ta, đầu tiên là nước, nước nhiều. Cái vị nó còn ngọt nhưng mà ngọt vừa. Nếu ai ngọt thì không thích cái củ này đâu. Mà nó cái mùi thơm thì cũng chưa thấy có mùi như thế nào ta. Vị nó giống cái gì á. Để từ từ nhớ nhớ thử. Thật sự anh luôn thấy nó giống củ đậu. Nhưng cũng phải. Nó có thơm không á hả? Cái này cũng thấy thơm lắm. Nhưng mà nước nhiều. Thì nếu mà bảo tôi là nó ngon á. Mấy cô mà đó để như nè, gọt tại chỗ ăn, mình ngồi mình ăn như thế này giống Tây Bắc luôn, nhìn giống như ăn khoai lang quá các bạn ha. Thì đánh giá của Mr. Alo á, không có vị gì lắm, nó cũng lạc, cũng thơm. Này hệ quả của coi cái tóc nhiều lắm, ghiền hẳn đây rồi. Này 1 ký 25 cành nữa rồi, ăn hết cũng thường. Nhưng mà cái này được mệnh danh là gì? Sâm của Tây Bắc, sâm của Việt Nam. Không biết cái thần dược không? Ăn từ giờ khác cũng được. Thử mua khoai sâm của Tây Bắc về múc ăn thử nha các bạn.